Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình. Mình là Thành Ezi đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Plants vs Zombies 3D. Và hôm nay thì mình sẽ chuyển sang bên Zombie để thực hiện các nhiệm vụ ở đây. Chúng ta sẽ quay trở lại cái bảng nhiệm vụ nào và ta sẽ xem có những nhiệm vụ gì đây ta. Mình có một cái nhiệm vụ ở đây ta nhưng mà cái nhiệm vụ này là sẽ nói chuyện với thằng Super Drain. Nó cũng chẳng có cái yêu cầu gì cả, cũng chẳng được cái phần thưởng gì cả. Cái này chỉ là ấy thôi, là những cái yêu cầu cần thiết thôi, những cái thứ nhiệm vụ linh tinh này. Thì chúng ta sẽ có một nhiệm vụ của bên Plant này, Engineer vs Plant. Chúng ta sẽ phải tiêu diệt 50 cái cây bằng con Engineer class ấy. Rồi mình sẽ nhận thêm một số nhiệm vụ nữa, Shoulder này, Shoulder cái chiến binh này. Rồi nhiệm vụ tiếp theo, ok, ôm nhận nhầm rồi, đã nhận nhầm nhiệm vụ rồi. Chomper vs Zombie này, nhiều nhiệm vụ quá, mình sẽ thực hiện bớt nhiệm vụ này đi đã. Chúng ta sẽ xem nào, Engineer này, Terracotta là cái gì ta, là cây cỏ à? Tiêu diệt 15 cái cây cỏ, Terracotta, nó là cây gì vậy? Tôi kia đây mình sẽ chọn là con Engineer để bắt đầu làm nhiệm vụ này nào. Xong tiếp mình sẽ chọn thằng Engineer đây rồi. Thằng nhìn rất là tởm. Mình có hai dạng Engineer, Plumber. Và mình sẽ xem nó có đồ gì không ta. Đây có đồ đây. Ok. Đây. Nhìn hài vãi, mình sẽ cho cái đội cái mũ đi, rất là đẹp ấy, thật sự rất là đẹp. Ta sẽ có một cái mặt khác này. Phải nồi thật. Vãi gần nồi, vãi có cái mặt này. Bựa vồn. Mình chọn mặt này đi. Có cả dâu à? Không có dâu ta. Có cái hình xăm à? Có cả súng này. Ok, chúng ta chọn cái dạng này đi. Rồi, chúng ta chọn dạng này đi. Và bắt đầu kỹ sư con này còn béo. Con zombie béo. Và chúng ta sẽ vào cái phần thi đấu thôi. Rồi ok, thì mình sẽ chúng phải tiêu diệt làm sao ta, tiêu diệt bao nhiêu cái cây nhở, để mình xem được ngôi sao đấy. 50 cây. Ok, lên đâu, lên được nào, solo play. Và chúng ta sẽ ice water go, let's go. Rồi, chúng ta đang đến khu vực rồi, mình sẽ chọn con kỹ sư này, con Plumber, nhìn mặt hơi tởm tí. Rồi, ok, thì đây là chúng ta sẽ có cái sửa chữa là cái gì nhỉ? Ở cái sửa chữa kìa. Thì có một bạn trên YouTube đã bảo với mình là có cái nhiệm vụ đi bắn nhau với con thần lùn ấy. Thì mình sẽ bắt đầu mình thử đi làm xem như thế nào. Và cái star rồi skill 1 ném bom skill 2 ui con chomper kìa bắn luôn hay tuyệt vời. Capture cái khu vực kìa. Wow ui mình bị đơ rồi, mình bị slow rồi. Happy Proxy, con Hoàng Dương nó diệt mình rồi. Respawn nào. Quay trở lại nào. Ui thằng kia cầm máy khoan kìa. 02. Cái cửa di chuyển nào. Di chuyển ra kia luôn. Đâu rồi, cái địch đâu. Cái địch đâu ta. Capture kìa, tiến lên. Yahoo. Đâu rồi, bị giữ chân kìa. Quái thật. Uầy, bị đơ rồi. Con này. Wow. Khỏe với ta. Xong tôi rồi. Sắp đai. Mình không có nồi hồi máu nhở. Stun thôi. Núp. Cần hồi máu cái còn 3 máu đi. Đánh sao ta. Giờ này bắn. Ui giời ơi con chopper nó đuổi theo tôi. Đi chopper. Ui thôi xong rồi, đã bắt được mình rồi. Trời ơi. Thành món ăn cho con chopper rồi, sao nó yếu vậy ta.
máu vừa thấp mà vừa đánh lại khó. Respawn à, máu 125 thôi, mình phải đứng từ xa bắn. Có 7 viên đạn thôi, nhưng mà chắc là cái năng lượng nó khỏe. Ok, mình sẽ gọi thêm thằng này ra. Thằng cứu thương. Ok, tiến lên nào. Bắn nào. Cái gì đấy? Vãi thật, bắn liên tục ạ. Bắn liên thanh à? Bắn này. Chúng ta cần phải nạp đạn. Xịt vậy. Sao ta xịt vậy? Cứu thương, hồi máu. Không hồi máu mình vậy. Chết liên tội. Rồi, chúng ta sẽ phải respawn là tiếp nào. How to respawn. Cái này chảy cực thấp luôn đấy. Đánh cửa nào. Mình cần phải xác định xem nó hướng nào ta. Rất là nguy hiểm. Capture khu vực này. Lắp lên. Lắp súng ấy. Súng máy ta xin giết nào. Không cần nói nhiều. Nó phát hiện ra mình rồi. Nhơn. Ok. Chắc là phải lùi ra xa đã. Ui trời ơi, sao bị bắn cái gì vậy? Wow, speaker shot còn còn ôi hồi sinh này, được cứu luôn. Fire, ném bom. Nhơn. Rồi ta sẽ thủ ở đây. Sheesh. Nổ này, xong, mình đang bị bắn này. Cần hồi máu, tôi cần hồi máu cái. Hồi máu rồi, may quá, có thằng bác sĩ, tiến sĩ ở đây. Hồi đầy máu rồi, ngon. Bắn này. Ok, lên, bây giờ hết đạn mình sẽ lắp súng vào mình bắn. Đúng rồi. Di chuyển đi. Bắn giãn vậy ta. Úi, chà, nó rít máu kìa. Nhơn, né ra, núp đi. Đừng có trường mặt ra cho nó bắn. Đúng rồi. Nhơn. Rồi. Ném bom. Bom nổ luôn đấy. Có mấy cây kìa, hồi máu. Nổ cây. Ở đâu vậy ta? Bom kia. Rồi, nổ bay xác rồi. Cứu bác sĩ. Cứu thằng này cái để nó hồi máu cho mình chứ. Xong. Cứu rồi. Ok, ta sẽ tiếp tục kiến. Nhơn, ném bom. Đâu rồi ta? Ui shit. Lắp súng bắn luôn. Hoa hồng này. Hoa hướng dương này. Này nhơn này. Đài luôn, ba con luôn. Rít máu lại thôi rồi đấy. Cái này không có thời gian mà chúng ta sẽ. Ý, có đạn, cái này nó có đạn. Ném bom. Đồng thế, phải đồng nữa ta. Ok. Sao có thể là đứng ở trên cái này, bắn rất khỏe. Bắn khỏe vồn ra. Nhân, jumper này. Rồi, từ. Hồi máu đi. Nó đứng sau kìa. Ném này rồi. Nhân. Rồi, ok. Lắp luôn, súng bắn luôn, giết luôn. Rồi, chopper. Hạ uống đi. Rồi, thôi té. Thôi, đài. Đài rồi. Mình cũng giết được khá nhiều mạng đấy. Biết cách bắn rồi, 13 mạng. Trụ khá là lâu. Respawn nào, vẫn chưa xong cái này đâu. 50 con cơ, mình có 13 con. Chưa thấm vào đâu cả. Ok, mình sẽ cần hồi máu nhiều. Chắc mình không cần đâu. Team mình đang thắng không? Team kia có... À, mình được 15 thằng rồi. Mình được 15 thằng rồi. Giết được khá là nhiều rồi nhưng vẫn chưa chiếm được. Capture Dinoland như nó thủ được rồi sao ấy. Rồi.
À không, mình đã chiếm được cái cứ điểm này rồi. Tiếp theo ta sẽ dám phải bom mà. Con nào đặt bom đây? Con tiến sĩ đâu rồi? Tiến sĩ đâu rồi? Mình cần tiến sĩ để hồi máu. Không có tiến sĩ nào đây cả, không ai hồi máu rồi. Capture. Tiến đây vào đây rồi. Lao lên nào. Mình đang dần hồi máu sân. Cái gì ta? Vãi thật là cái hình nộm ạ. Tiến sâu vào trong cái khu vực bên dưới này. Ồ, oh, đánh nhau rồi đấy. Có phải dã man rồi đấy, dã man rồi. Và đang tiếp tục là tiến lên thôi. Kia rồi, mình có nhìn thấy có mấy con chomper. Có gần hồi máu không ta? Úi trời ơi, chùa tôi, chùa hộ cái. Tất cả vào đây hết mồm đi. Đâu rồi? Có ai không ta? Đông lắm ta đấy. Rồi ok, mình sẽ xuống. Ui cha, bị sao đây? Dính cái dung nham à? To respawn, mình sắp chiến rồi kìa. Team ra mạnh quá kìa. Sẽ đi đường trên đi. Đường dưới có vẻ nguy hiểm quá, toàn là... hai mình đi kiếm tượng thần lùn nhở. Trong ngoài có biết có tượng thần lùn không? Mà mình cũng chẳng biết nó ở chỗ đó gái nào. Ok, hình như ra là sắp chiếm được cái cứ điểm rồi ấy rồi thì phải. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến lên thôi. Đâu rồi. Hai kìa. Xong rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần đấy. Quân ta mạnh thế vậy ta. Chạy này. Quân địch bắt đầu rút qua cổng. Hài vãi. Kìa chomper nó cắn kìa. Xong. Vẫn còn những thằng còn sống kìa. Nhân. Ok, tiến qua cổng tiếp nào. Cửa thứ ba. Zombie có vẻ khỏe quá anh em ạ. Hình như là hơi mất cân bằng so với plan yếu hơn. Egypt rồi, Ai Cập cổ đại. Chúng ta tiến lên. Mình xem ở trên mạng có một số cái YouTuber nước ngoài nó làm sẽ có cái con chó, con cừu ấy, rất là đẹp. Mình không biết nó sẽ làm kiểu gì. Chắc mình phải ngâm cứu thật kỹ cái đấy mới được. Tiến lên nào. Nhờn. Bắn này. Cây hoa. Cứu nó cái. Cái gì kia? Mọi người đang làm cái gì đấy? Sửa. À, cái đây cái sửa chữa để có thể là đánh ngon hơn thì phải. Cái cổng di chuyển để di chuyển nhanh hơn. Quái bắt đầu nó trồng này. Tiến lên nào. Nào, đi. Chúng ta đang tiến vào lăng mộ của các vị hoàng đế Ai Cập. Uầy, có vẻ ghê ta. Hoa này. Ôi, bắn khá chính xác. Chúng ta có thể nhầm được này. Giờ cứ đứng xa và nã rồi. Câu vào rồi. Ý, không ai để ý đến mình à? Nó nhìn thấy rồi. Không phải đơn giản đâu nhá. Lắp lên. Vào này. Vào đây. Chiến hết. Úi, rồi còn 30 máu này. Núp ra sau cái này đây. Ôi, bị độc. Khí độc. Đại hết này. Xong. Ok. Rồi, chúng ta đang phá hủy chỗ này. Kinh khủng quá. Ném bom. Mình dính cái bom của bom vào người à. Chomper kìa. Lắp lên. Ui chà. Bắn chết hết luôn. Bá vồn à. Xoay đi. Nổ kìa. Cầy đậu này. Ok. Cứu thằng này. Thằng ấy bị dính bom kìa. Được hồi máu mình sẽ cứu luôn. Cứu siêu nhân này luôn. Cứu luôn thằng cướp biển này luôn. Có nhiệm vụ cứu người thì có mình hoàn thành xong được không? Lên. Rồi, tiến lên nào.
Chỗ kia ta sẽ có một cái để sửa chữa, để mở thêm cái cổng nữa để cho quân chúng ta có thể tràn vào được. Yeah, tiến lên nào. Tiến qua cái cổng này và ta sẽ sang phục mới, bọn nó rút rồi. Quân địch bị đẩy lùi về tận đây rồi. Tiến lên. Chúng ta sẽ sang cái cửa Trung Quốc. Cái này có nhiều cửa cơ. Cái phần mới có rất là nhiều cửa. À không cần nữa, thật sự là không cần bọn này. Mình rất là khỏe rồi, cấp 3 đấy. Lên cấp nhanh thật. Mình giết được bao nhiêu thằng? 22 thằng rồi. Cái nhiệm vụ mình là 50 thằng cơ. Nhiệm vụ quái đản gì mà 50 thằng vậy? Đánh bao giờ được đủ 50 thằng đây. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lại nào. Đâu rồi ta? Quân ta sao chết? Ôi, Chomper này. Mấy cây đậu này. Rồi. Lắp súng. Xem còn cái gì không? Hoa hồng này. Wow. Mình bị con Chomper bắn. Rồi, xong. Cây đậu này. Mày chạy đậu cao cái. Úi xa, kìa. Cây đậu bắn rát quá anh em ạ. Cây đậu bắn này, nhơn, 35 máu đấy. Nhơn, có gì không? Capture Maroon. Ok, đã. Ui, đơ rồi. Quân ta đang tràn vào. Ái cha, đài rồi. Lao sâu quá. Green Machine. Respawn. Ui cha, sao mình lại lao vào đây, lao tận đây vậy? Thôi xong rồi, ăn thịt rồi. Chịu ăn thịt còn Chomper này, khiếm vậy. Chompy. Respawn nào. Quái này mình respawn đâu vậy? Ném bom vào. Chiếm được cái cứ điểm này rồi. Rồi, cứu nó thằng này rồi. Xong rồi. Trận này ta tiến xa vốn ra. Xe gì đây? Có cần gì mà phải làm xe? Tiến lên, còn một cửa thôi. Thế như còn một cửa nữa thì phải. Thằng cái đi cửa nào đấy? Thế cửa này này. Cửa mới này anh em, chúng ta thấy cửa mới này. Thế chưa? Caesar là cái gì ta? Chúng ta đến chỗ kia để sửa cái cổng để cho quân địch ta vào đã. Nhưng mà chắc là sẽ rất là đông đây. Trời. Cái này không có chạy nhanh nhỉ? Ok. Rồi, ấn 3 luôn. Ok, tiến lên. Mình không biết mình đang ở đâu đây. Cái capture. Cái bựa vồn ra, cái này không mất thời gian à? Có hết xăng. Có hết xăng đấy. Rồi ok, mình sẽ xuống đây và để mở cái dưới nữa. Ở dưới chứ. Ở đâu nhỉ? Ui, Chomper kìa. Có một cái hoa làm chậm. Xong. Ui rồi, bắn trên này thì đã vãi nồi luôn đấy. Lắp súng này và giết. Xong. Đây rồi. Tôi thấy rồi, hai con. Hết rồi nhá. Ném xuống. Cửa cuối cùng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Bắn này. Nhơn. Wow. Nhơn. Sao rung vậy? Hoa hồng kìa. Hay quá, trên này vừa có thằng Chomper. Hạ Chomper trước á. Xong. Chomper đã bị hạ. Ném xuống.
cây này, cây hoa này, cây hoa này, à, ok hoa. Hay quá, có thằng chuyên hồi máu cho mình ở đây đây. Bắn xuống này, giết, giết. Hay thế. Chỉ cần có một thằng cái thằng nguy hiểm này. Có một cây đang núp ở đây. Núp này, chạy này. Ném bom xuống. Cứ đứng đây mà ném bom thôi. Việc gì phải đi đâu ta. Câu. Cái này không lên đây luôn đấy. Nhờn chết liên tội luôn. Chomper này, chomper nó cắn được rồi kìa. Rồi, xong. Nhờn, bắn ra nào. Ui đông hết, chỗ kia đông vậy ta. Né. Còn 9 máu kìa, 9 máu kìa. Thôi xong rồi, đã được cái chỗ đẹp để có thể bắn được. Speaky shot. Quay có 1 lít rồi. Wow, 50 thằng. 3 star, được có 3 star rồi à. Khui bắp vôn. Có cánh cửa kìa, đi nhanh. Quân ta sắp chiếm được cái điểm quan điểm quan cứ điểm quan trọng rồi, sắp nhiều tiền này. Hy vọng được khoảng 20k. Ô, nhưng mình muốn lên trên cơ. Chỗ này ấy quá. Chỗ này nguy hiểm lắm. Chỗ này nguy hiểm lắm anh em ạ. Nhân rồi. Chỗ này đúng là nguy hiểm này. Có giáp bảo vệ này. Cấp 4 luôn. Cầy cấp nhanh vồn ra. Ném này. Quay. Thôi xong thôi rồi, tôi bị nuốt rồi. Nó nhìn thấy mình. Wow, may quá. Wow, chiếm được không? Hình như không chiếm được thì phải. Nó vẫn có quyền bảo vệ được mà. Plan 2, 3, 4. Yes. Và plan đã thua rồi. 13k tiền. Yes. Chắc là mình dẫn đầu thôi. Ok, xem nào đấy. Mình giữ được 40 mạng cơ. Vôn, thanh niên béo. Thanh niên zombie béo. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại nào. Trở lại cái khu vườn cái. Để cập nhật được thêm 3 star nữa. 3 star. Ok, chúng ta trở về đây rồi. Chúng ta sẽ làm thêm được nhiệm vụ nữa này. All Star Shoulder Complete Perfect 10 Pack Way. Nhiệm vụ này khó thật đấy, thật sự khó. Terracotta là cái gì ta? Thì trước tiên mình sẽ đi tìm mấy cái hòm này, mình sẽ mở ra xem ta, xem có gì trong này không. Mình sẽ đổi ra thằng thằng người này. Rồi, chúng ta shoulder. Và mình sẽ đi tìm cái ấy. Đi tìm mấy cái hòm. Trong nhà mình những có mấy cái hòm hay sao ấy, mình sẽ thử mở xem sao. À, tự thân luôn đấy. Đấy. Gom complete, còn collected này. Collected nhưng mà không biết là bao nhiêu cái. Mình không biết là bao nhiêu cái. Ném bom khói à, bom độc. Nhảy cao à. Làm gì à? Bom nổ à? Khá là khó hiểu về mấy skill này của nó. Rồi, chúng ta sẽ không có cái hòm nào nhỉ? Hòm thì ở ngoài nhiều hơn chứ, trong nhà thì làm gì có hòm nữa. Ok, nó sẽ đi tìm các cái hòm cái ở đây. Không phải hòm, đây là cái mà những người tạo ra cái trò này. Đây là bên ngoài rồi. Nhiệm vụ này. Chúng ta phải có nhiệm vụ thằng này này. Brain Slug. Có con mực à? Con mực hay con bài tuộc kìa. Nó trên đầu kìa. Nhìn bựa vồn ra. Không biết thằng này mình ta có chọn được nhở. Brain này. Rồi. Chúng ta hãy tìm cái gì đây? Một nhiệm vụ khác à? Ok, chúng ta chỉ còn có khoảng hơn 1 phút để tìm thôi. 1 phút 13 giây à. Tìm kẻ cướp à? Bandit, kẻ cướp kìa. Thôi, bỏ qua bọn này đi. Kia rồi.
Đúng rồi. Úi giời. Solo đó luôn à. Nhân một phát. Không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua. Không ăn thua rồi. Vãi thật, nó trâu thế. Nó trâu thế ta. Nó trâu vãi anh em ạ. Nó trâu vãi nổi rồi. Bom. Mù rồi, nó bị mù rồi, nó bị mù rồi, nó bị mù rồi, bị mù rồi. Hay quá. Chiêu cuối này. Xem ai chết trước. Complete rồi. Ngon vồn, nó tiền vàng kìa. Nhưng mà mình cũng gần chết. Mình cũng gần chết luôn. 2500 coin luôn. Ai cha. Làm cái nhiệm vụ này có vẻ ngon đấy. Có thể kiếm được thêm nhiều tiền. Nhưng mình đang ở đâu thấy ta. Ok, mình sẽ đi khám phá. À, có cái hòm kìa. Chúng ta sẽ thử mở cái hòm luôn. Nó là cái gì. Xem có nên mở không ta. Cứ mở đi. Được 20.000 coin. Khá là ổn chứ nhở. Khá ngon đấy chứ. 20.000 coin đấy. Tiến mở hòm được 20.000 coin này. Nó sẽ random rồi. Random các loại chỉ số khác nhau. Vanquish. Giết mấy con này luôn. Đằng nào cũng đi tìm luôn mấy cái hòm. Ok, xong rồi. Rồi chúng ta tiếp tục đi hòm đâu. Hòm đâu ta. Ở đây không có hòm à. Nên đi tìm hòm. Mình đã cần mấy cái hòm, mình rất là nhiều sao rồi phải. Mình đánh thắng làm hết xong bao nhiêu nhiệm vụ ấy. Có khá là nhiều sao trong người rồi. Nhưng không biết sao của Plan có dùng được không. Chắc là cùng một loại thôi. Rồi ra đây cái. Để xem có hòm nó không. Tiết kiệm ít tiền để mở cái con. Cái gì để ta bóng bay ạ. Mình tưởng cái gì. Tưởng cái gì. Sợ vốn. Ok. Mấy con này dễ giết mà. Rồi. Đây là một cái bãi để xe thôi. Đây công viên rồi. Mình biết đây biết chỗ nào rồi. Đây là nhà của bọn Plan. Vãi thật. Đây nhà của bọn Plan rồi. Té thôi. Level lần vừa là chết như chơi. Set 1 Blaster. Kia hộp rồi. Time Remaining. Remaining 4 đây này. Cái cửa mở rồi kìa. Wow. Chúng ta mở cánh cửa rồi kìa. Rồi ok thì mình sẽ thử vào đây cái. Mở nốt cái hòm này. Ok. 20.000 coin tiếp. Ngon, tuyệt vời. 250 rồi. Có cánh cửa kia, khá là hay đấy. Chúng ta sẽ có thể đi khám phá, nhưng mình không biết mình đang ở đâu đây, mình phải cần về nhà đã. Thì ok, thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Plan vs Zombie phiên bản 3D. Ok, bye bye.